học của Teacher Hiền. Như các em đã biết, trong chương trình toán lớp 6 chúng ta được học về tập N, đó là tập các số tự nhiên. Tập Z bao gồm các số nguyên âm và số nguyên dương. Trong chương trình toán lớp 7, cô Hiền sẽ giúp các em đi tìm hiểu một tập số lợi hại hơn tập N và tập Z. Đó chính là tập số hữu tỉ, tập quy. Và hôm nay chúng ta cùng nhau vào bài 1 có tên là tập quy các số hữu tỉ. Một nhỏ là số hữu tỉ. Cô cho các ví dụ như sau. Ví dụ thứ nhất là 0,5 thì bằng 1/2. Và chúng ta cũng có thể viết nó dưới dạng là bằng là 2/4 và bằng -3/-6. Đúng không? Như vậy là tất cả các phân số bằng nhau này đều biểu diễn chung một số, và số đó được gọi là số hữu tỉ. Ví dụ tiếp theo, cô lấy số -4 thì chúng ta cũng có thể viết nó dưới dạng là -4/1 và bằng -8/2. Đổi dấu trừ xuống mẫu thì cũng bằng -8/-2, được không? ... Tiếp theo, cái số 0 thì bằng 0/3 hoặc cũng có thể bằng 0/-5. Còn rất nhiều cách nữa. Những phân số bằng nhau này đều biểu diễn cùng một số, và số đó được gọi là số hữu tỉ. Ta đi vào định nghĩa số hữu tỉ như sau. Số hữu tỉ là các số có dạng A trên B với AB là các số nguyên, tức là A và B thuộc Z, và B khác 0, tức là mẫu số khác 0. Cùng nhìn lại các số hữu tỉ trên nhé. Tử và mẫu là các số nguyên, đúng không? Và yêu cầu quan trọng nhất là mẫu phải khác 0. Như vậy tất cả các ví dụ cô lấy ở trên đều là các số hữu tỉ. Và tập số hữu tỉ người ta ký hiệu là tập quy. Thế thì mối liên hệ giữa tập N, tập Z và tập quy như thế nào? Thì chúng ta nhớ lại này, tập N là các số tự nhiên là 0, 1, 2, 3, 4. Tập Z bao gồm các số nguyên âm và nguyên dương, -4, -3, -2, -1. 0, 1, 2, 3, 4, như vậy là Z sẽ chứa tập N, đúng không? Và nếu cô lấy một số nguyên bất kỳ thuộc Z, ví dụ như là số -4 này, thì đều có thể biểu diễn bằng -4 bằng -4/1. Và chúng ta quan sát tử và mẫu là các số nguyên, mẫu khác 0. Như vậy các số nguyên thuộc tập Z đều được biểu diễn ở dạng số hữu tỉ. Vậy Z là tập con của tập quy, và như vậy ta có một cái mối liên hệ giữa N, Z, quy như hình vẽ. Và ta biểu diễn bằng quan hệ tập hợp thì ta sẽ biết là N là tập con của tập Z, và Z lại là tập con của tập quy. Và tập số hữu tỉ thì người ta có ký hiệu thêm một nét gạch như thế này để phân biệt chữ cái quy hoa và tập quy. Bây giờ cô Hiền sẽ hướng dẫn các em. Bây giờ cô Hiền sẽ hướng dẫn các em làm câu hỏi 1 trong sách giáo khoa trang 5 nhé. Đầu tiên này, người ta hỏi như thế này. Vì sao các số 0,6 trừ 1,25, 1/3 là các số hữu tỉ? Nào, chúng ta biểu diễn cho cô. 0,6 thì bằng 6/10. Chúng ta đã thấy ở dạng là tử và mẫu là các số nguyên chưa? Mẫu các 0 chưa? Như vậy là số hữu tỉ. Vì chúng ta trả lời này, 6 và 10 thuộc Z và 10 khác 0. Đúng không nào? Tiếp theo này, -1,25 thì đổi số tập phân này ra phân số thì ta bằng -125/100. Tử và mẫu là số nguyên chưa? Mẫu các 0 chưa? Như vậy cái này là số hữu tỉ nên cái này thuộc quy. Đúng theo định nghĩa số hữu tỉ. Tiếp theo, hỗn số 1/3 thì theo cái đổi hỗn số này, giữ nguyên mẫu là 3. 1 x 3 bằng 3, 3 cộng 1 là 4. Nào, tử và mẫu nguyên chưa? 4 và 3 nguyên, 3 khác 0. Như vậy đây là số hữu tỉ và cái này thuộc quy. Rồi, câu hỏi số 2.
là, đây là câu hỏi số 1 nhá. Câu hỏi số 2. Số nguyên A có là số hữu tỉ không? Vì sao? Thế thì nào, A là số nguyên đúng không? Thuộc Z này. Chúng ta biểu diễn như thế nào nhỉ? A chính bằng A phần 1 đúng không? Nào, A nguyên chưa? 1 nguyên chưa? 1 khác không chưa? Như vậy cái này lập tức cái số này thuộc tập gì theo định nghĩa của chúng ta? Tập quy. Nên A cũng là số hữu gì? Cũng là số hữu tỉ. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các em làm xong câu hỏi 1, câu hỏi 2 sách giáo khoa trang 5. Bây giờ chúng ta sang phần 2, có nội dung là biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. Câu hỏi số 3 trong sách giáo khoa trang 5 có nội dung là biểu diễn các số nguyên trừ 1, 1, 2 trên trục số. Thì đầu tiên chúng ta vẽ một trục số có góc là 0 và mũi tên hướng về bên phải. Cô sẽ hướng dẫn các em biểu diễn số trừ 1 này. Nhìn nào, 0 đây đúng không? Lấy một đoạn làm đơn vị thì trừ 1 ở phía bên trái số 0 và đây chính là điểm trừ 1. Tiếp theo là điểm 1, 1 đây đúng không? Điểm tiếp theo là điểm 2 đây. Như vậy ta vừa biểu diễn 3 số nguyên là trừ 1, 1 và 2 trên trục số. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em biểu diễn số hữu tỉ 5/4. Biểu diễn 5/4. Thì đầu tiên này, chúng ta phải so sánh được là 5/4 sẽ lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2. Như vậy cái điểm biểu diễn 5/4 này sẽ nằm giữa điểm biểu diễn số 1 và điểm biểu diễn số 2, đúng không? Tiếp theo này, 5/4 thì đổi ra con số thì bằng 1/4. Như vậy lớn hơn 1 một chút. Và thêm 1/4 thì ta sẽ chia cái đoạn từ 1 đến 2 ra là 4/4, đúng không? Và chúng ta lấy 1/4. Từ đây đến đây chính là 1/4. Như vậy điểm này chính là 5/4. Bây giờ cô hướng dẫn các em biểu diễn một số nữa là biểu diễn 2/3. Nào, bây giờ đầu tiên là 2/3 thì các em đổi cho cô về mẫu dương cho cô thì bằng là -2/3 đúng không? Sau đó là tìm hai số nguyên kẹp giữa số -2/3 thì chúng ta thấy rằng là -1 bằng là -3/3 sẽ nhỏ hơn -2/3 và nhỏ hơn 0. Như vậy là điểm biểu diễn số hữu tỉ -2/3 sẽ nằm giữa -1 và 0. Đúng không nào? Rồi, tôi nhìn vào mẫu này. Đấy, thì chia cái đoạn từ 0 đến đây, từ đây đến đây là mấy phần nhỉ? 3/3. Và chúng ta lấy 2/2, đúng không? Nào, chia ra 3/3 cho cô. Và lấy 2/2, từ số 0 trở đi lấy 2/2 thì chỗ này chính là trừ, điểm này chính là -2/3. Vậy là cô đã hướng dẫn các bạn biểu diễn hai số hữu tỉ 5/4 và 2/3 trên trục số. Đúng không? Như vậy là trên trục số, điểm biểu diễn của số hữu tỉ x được gọi là điểm x. Bây giờ chúng ta sang phần 3 nhỏ là so sánh hai số hữu tỉ. Câu hỏi số 4. Nào, người ta yêu cầu các bạn so sánh hai phân số -2/3 và 4/-5. Nào, quy đồng thôi. -2, đầu tiên này, -2/3 thì mẫu dương rồi mình để nguyên nhá. Tiếp tục này, 4/-5 nào. Mình sẽ chuyển về mẫu dương cho cô thì bằng -4/5, đúng không? 3 và 5 thì chọn mẫu chung là 15 đúng không? Thì cái này bằng bao nhiêu nhỉ? -10/15. Còn cái này thì bằng nhân thêm 3, -12/15. Ta thấy -12 nhỏ hơn -10.
nên suy ra là trừ 12 phần 15 nhỏ hơn trừ 10 phần 15. Suy ra kết luận như thế nào nhỉ? Trừ 4 phần trừ 5 nhỏ hơn trừ 2 phần 3. Đúng không nào? Rồi. Như vậy là với hai số hữu tỉ x và y, ta luôn luôn so sánh được hai số đó. Có 3 trường hợp xảy ra đối với hai số hữu tỉ x và y như sau. Trường thứ nhất là x bằng y, trường thứ hai x nhỏ hơn y, và trường hợp thứ ba là x lớn hơn y. Sách giáo khoa trang 6 và 7 có ví dụ 1 và ví dụ 2 đã có lời giải rất rõ ràng. Các em hãy tự đọc nhé. Có một phần nữa là nếu người ta cho hai số hữu tỉ x nhỏ hơn y, và nếu biểu diễn trên trục số mà x nhỏ hơn y thì bao giờ x cũng ở bên trái điểm y thì x mới nhỏ hơn y được các em nhé. Và người ta định nghĩa số hữu tỉ lớn hơn 0 được gọi là số hữu tỉ dương. Được gọi là số hữu tỉ dương. Còn số hữu tỉ bé hơn 0 được gọi là số hữu tỉ âm. Câu hỏi số 5. Trong các số hữu tỉ sau, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm? Thì các em lưu ý này, số 0 không là số hữu tỉ âm, cũng không là số hữu tỉ dương em nhé. Rất đơn giản này, cô dẫn em này, trừ 3 phần 7 thì tử mang dấu âm, mẫu mang dấu dương, như vậy tử và mẫu trái dấu thì đây là số hữu tỉ âm. 2 phần 3 tử và mẫu cùng dấu dương đúng không? Đây là số hữu tỉ dương. 1 phần trừ 5 tử dương mẫu âm, đây là số hữu tỉ âm. Trừ 4 thì hiển nhiên là số hữu tỉ âm rồi. 0 phần trừ 2 bằng 0 đúng không? Và như vậy đây là số 0 phần trừ 2 không là số hữu tỉ âm, không là số hữu tỉ dương bởi vì nó bằng số 0. Trừ 3 phần trừ 5 thì tử và mẫu lại cùng dấu, âm chia âm bằng dương, như vậy là trừ 3 phần trừ 5 thì bằng 3 phần 5, và đây là số hữu tỉ dương. Vậy chúng ta nhớ này, nếu mà tử và mẫu cùng dấu thì đó là số hữu tỉ dương, còn tử và mẫu khác dấu thì đó là số hữu tỉ âm. Chúng ta kết thúc nội dung bài 1, cô và các em sẽ cùng nhau đi vào phần bài tập nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.